Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IROT, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mình nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Riversida. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cầm nó đăng ký dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Bot thì khá là đơ nhưng anh em chỉ có chờ nhé. Chúng ta sẽ hoàn thành một captcha. Bot đã chậm nên anh em phải chịu khó chờ nhé. Tầm độ khoảng 2 phút đến 5 phút thì nó mới phản hồi đấy. Tiếp theo các bạn là nút continue nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái nhiệm vụ ở đây. Chúng ta nút vào submit detail thì mình vì bot rất là chậm. Chúng ta sẽ join group Telegram channel như đầu tiên. Có hai kênh group. Ta mở tiếp cái tester này. Mở Discord này. Mở cái channel Telegram này. Ở đây mình đã join kênh Adobe Instapack này nhé. Mở tiếp kênh tester Adobe Instapack. Các bạn biết vì sao bot chậm ạ? Có lẽ là dự án này nó ngon nên là nhiều người anh em IBC. Nó là chậm, các bạn thấy là mới ra thôi mà đã tới 5.000 người được retweet rồi. Chúng ta cũng sẽ join vào kênh Discord này. Mở kênh tester profile, ấn vào phần profile để lấy phần profiling, một lát nữa chúng ta sẽ khai báo thông tin đấy. Toàn con tin này. Ok. Chúng ta trở lại đây chờ một lát nữa để bot phản hồi nhé. Chắc là lấy profile luôn để mình copy cho nhanh. Thì nữa chúng ta chỉ khai báo thông tin thôi. Bây giờ các bạn sẽ điền địa chỉ email nhé. Chúng ta ăn tiếp nút đôn. Chúng ta điền profiling. Profiling của tester. Chúng ta copy và new name của Discord. Ta paste vào new name Discord vào đây. Chúng ta chọn đôn. Chúng ta chọn yes. Phần địa chỉ ví, các bạn dùng ví ETH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó con quay trở lại con paste vào. Kiểu này ghi là Polygon mà sao lúc mình vào thì nó lại ra là kèo mẹ F20 nhỉ. Thôi, mình để xem lại cho là có đúng là F20 là Polygon. Ta dán địa chỉ ví vào. Và sau khi dán địa chỉ ví vào là coi như là xong rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.